Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News ngày 29 tháng 5. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin tới từ Apple. Khi bắt đầu từ ngày hôm nay, Apple đã chính thức mở bán chiếc iPhone XR tân trang. Theo đó thì những chiếc iPhone XR sẽ có mức giá bán rẻ hơn khoảng 16% so với giá mua mới, tức là khoảng 100 cho đến 120 đô la. Bên cạnh các model 64GB và 128GB thì iPhone XR tân trang sẽ còn có thêm phiên bản model 256GB, tuy nhiên sẽ chỉ có duy nhất màu đen. Đây là một trong những tin vui khi được ra mắt lần đầu vào năm 2018 thì iPhone XR có cả 3 model, đó là 64GB, 128GB và 256GB. Tuy nhiên sau khi ra mắt dòng iPhone mới vào năm 2019 thì iPhone XR 256GB đã bị dừng sản xuất. Ngoài ra thì những chiếc iPhone XR tân trang này sẽ được mở khóa nhà mạng và không có SIM, do đó người dùng hoàn toàn có thể kích hoạt với bất cứ nhà mạng nào. Về giá bán thì iPhone XR refurbished sẽ có mức giá khởi điểm vào khoảng 499 đô la, tức là vào khoảng 11 triệu đồng. Thông tin tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ đến từ LG. Khi nhờ một báo cáo mới từ leaker nổi tiếng Evan Blass, chúng ta đã có những cái nhìn đầu tiên về chiếc LG Phoenix 5 sắp tới. Dự kiến thì đây là một trong những lựa chọn dành cho khách hàng đến từ nhà mạng AT&T tại Mỹ, và tuy nhiên thì nó sẽ có một tên gọi khác ở thị trường quốc tế. Thật không may là Evan Blass không chia sẻ thêm cho chúng ta bất kỳ thông số kỹ thuật nào của chiếc LG Phoenix 5. Hình ảnh được đăng tải trên cho thấy chúng ta sẽ có một màn hình với thiết kế giọt nước và bộ camera kép nằm xếp ngang ở mặt sau, tương tự như là chiếc LG G7 ThinQ. Thiết bị này sẽ đóng vai trò là người kế nhiệm của chiếc LG Phoenix 4 đã được ra mắt vào năm 2018. Quay trở lại với chiếc LG Phoenix 4 thì đây là một thiết bị được đi kèm với màn hình LCD 5 inch, bộ vi xử lý Snapdragon 425 và có mức bộ nhớ RAM 2GB cùng bộ nhớ trong 16GB. Smartphone này sẽ được tích hợp với camera đơn mặt sau 8 megapixel, máy ảnh selfie 5 megapixel và chạy trên nền tảng Android 7 Nougat. Có lẽ rằng chúng ta sẽ kỳ vọng vào chiếc LG Phoenix 5 với những thông số rất đáng chú ý hơn. Và ngoài ra về mức giá thì hiện tại chúng ta đang có những tin đồn rằng chiếc máy này sẽ có mức giá dao động vào khoảng 2,7 triệu đồng. Tiếp theo cho bản tin hôm nay sẽ là những thông tin đến từ Samsung. Khi chúng ta đã có những thông tin rò rỉ tiếp theo về chiếc Galaxy M51. Trước đó thì Sam Mobile đã báo cáo độc quyền rằng Galaxy A51 thực chất chỉ là một phiên bản Galaxy A51 được đổi thương hiệu với một vài thay đổi về thiết kế và phần cứng. Tuy nhiên thì vào rò rỉ ngày hôm nay chúng ta đã có những thông tin tiết lộ rằng Galaxy M51 sẽ đi kèm với thiết lập 4 camera với cảm biến chính ISOCELL BRIGHT GW1 64MP. Ngoài ra thì Samsung cũng xác nhận rằng họ sẽ ra mắt mẫu điện thoại thông minh này ở thị trường Ấn Độ vào tháng 7 năm 2020. Điểm qua đôi chút về chiếc Galaxy A51 thì chúng ta cũng sẽ có thiết lập 4 camera nhưng nó sẽ sử dụng cảm biến chính 48MP. Ngoài ra thì nguồn tin hôm nay cũng xác nhận rằng Galaxy M51 sẽ mang số model SM-M515S và nó sẽ có một biến thể với bộ nhớ trong 128GB. Điều thú vị hơn là hôm nay chúng ta lại còn có thêm cả những thông tin rò rỉ về chiếc Samsung Galaxy M31F với số hiệu đó là SM-M317F, cũng được cho là đang được phát triển và dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Chiếc máy này dự kiến sẽ đi kèm với thiết lập 4 camera sau 64MP và dung lượng bộ nhớ đó là 128GB. Và cuối cùng cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Oppo. Khi vào ngày hôm nay, công ty Trung Quốc này đã xác nhận thông qua Weibo rằng loạt sản phẩm Oppo Reno 4 sẽ được ra mắt vào ngày 5 tháng 6 tại thị trường Trung Quốc. Dự kiến thì sự kiện ra mắt mẫu điện thoại này sẽ được tổ chức vào lúc 19:30 tối giờ địa phương vào ngày 5 tháng 6 và đoạn video do công ty phát hành đã làm nổi bật lên thiết kế đẹp mắt của dòng sản phẩm này sắp tới. Ngoài ra thì theo Tenna, chúng ta đã có những kích thước cơ bản về thân máy của chiếc máy này, đó là 159,3 x 74,0 và x 7,8mm. Ngoài ra thì máy sẽ nặng 183g. Trong khi phiên bản Pro sẽ có kích thước đó là 159,6 x 72,5 và 7,6mm và nặng 172g. Các hai thiết bị này thì sẽ đều hỗ trợ công nghệ 5G, băng tần kép SA và NSA, tức là độc lập và không độc lập. Ngoài ra thì về cấu hình, máy sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 765G với các phiên bản bộ nhớ trong, đấy là 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong và 12GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Về màn hình thì Reno 4 sẽ có màn hình AMOLED 6,4 inch, hỗ trợ độ phân giải Full HD+. Mặt khác thì Reno 4 Pro sẽ được trang bị màn hình cong 6,5 inch cùng độ phân giải như biến thể tiêu chuẩn. Ngoài ra thì cả hai mẫu điện thoại này sẽ đều tích hợp công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình. Về camera thì cả hai thiết bị này đều sẽ có thiết lập 3 camera sau. Trong khi Reno 4 sẽ có camera chính với độ phân giải 48MP, cùng với đấy sẽ là sự xuất hiện của camera góc siêu rộng 8MP và cảm biến đơn sắc 2MP, thì Reno 4 sẽ sử dụng camera chính với độ phân giải 48MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và camera chuyên dụng để quay video trong điều kiện thiếu sáng 12MP và cuối cùng đó là ống kính tele 13MP. Chưa dừng lại ở đó thì Reno 4 sẽ sử dụng camera selfie kép với độ phân giải 32MP và 2MP ở mặt trước, trong khi biến thể Pro sẽ chỉ có một máy ảnh trước với độ phân giải 32MP. Vậy là thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng trong bản tin X News ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.